Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của 88Mobile. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay nút cao su tai nghe cho AirPods Pro. Và các bước thực hiện như thế nào hãy cùng mình tìm hiểu sau đây nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tháo cái nút cao su cũ này ra. Các bạn sẽ vuốt từ trong ra ngoài như thế này để hiển thị cái lỗ chống ồn cũng như là cái size kích cỡ tai mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ như là mình thì mình đang sử dụng size M, mình sẽ mua đúng cái size M này để lắp vào. Và đây là một thông tin quan trọng để các bạn có thể lựa chọn được cái size tai nghe phù hợp với mình. Và nếu như các bạn vẫn chưa biết mua ở đâu thì các bạn có thể tham khảo đường link bên dưới video này nha. Tiếp theo các bạn sẽ tháo hoàn toàn cái nút cao su này ra. Các bạn sẽ giữ chặt tai nghe và bóp vào cái nút cao su hai bên như là mình đã làm ha. Và các bạn sẽ dùng lực để kéo cái nút cao su lên. Ok. Và sau đây thì mình sẽ có một số lưu ý dành cho các bạn. Lưu ý đầu tiên, nếu như lần đầu các bạn thay nút cao su thì có thể nó sẽ cứng hơn một chút xíu. Vì vậy các bạn hãy dùng lực để mà kéo cái nút cao su ra. Và lưu ý số 2, nếu như các bạn đã tháo ra rồi, đây, giống như trên hình, các bạn đã tháo ra rồi nhưng mà cái lỗ chống ồn cũng như là cái lưới của cái nút cao su nó vẫn còn dính ở trên cái tai nghe như là mình đã làm đây nè. Đó, thì các bạn lưu ý, các bạn hãy tháo sạch sẽ nó ra rồi mới thay cái nút mới ha. Như là bên đây, cái này là mình đã lấy chuẩn nè. Lấy chuẩn thì nó sẽ như thế này, còn lấy chưa chuẩn nè, các bạn sẽ nhìn thấy được là cái màng loa của cái nút cao su nó vẫn còn dính ở trên cái tai nghe. Khi mà các bạn muốn thay nút cao su mới á, thì nó sẽ không thể thay được. Vì vậy các bạn lưu ý cần kiểm tra kỹ trước khi mà các bạn thay nút cao su mới nha. Cuối cùng thì các bạn sẽ thay cái nút cao su mới cho chiếc tai nghe. Và bây giờ thì mình sẽ đập hộp cái nút cao su mới của mình nha. Trong hộp thì sẽ có hai cái nút cao su như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ thay cái nút cao su. Các bạn sẽ kéo từ trong ra ngoài. Đây, để lộ cái nút chống ồn và cái khớp ở phía trong. Các bạn sẽ nối với cái khớp nối của chiếc tai nghe. Đó. Khi mà lắp đúng thì các bạn sẽ nghe tiếng tách tách. Đây, mình đã lắp hoàn thành xong rồi nè. Đó, nó khá là chắc chắn và cứng cáp. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Chỉ vài thao tác đơn giản thôi là bạn có thể thay nút cao su tại nhà cho chiếc tai nghe AirPods của mình. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh 88Mobile để xem thêm những video hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip. Xin chào và hẹn gặp lại.